Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Lên coi mấy thằng xe cũ buôn bán sao? Vâng, chủ nhật anh lên thì anh alo em nha. Dạ. Xe là xe máy dầu anh em. Xe máy dầu. Vâng em đi. Dạ dạ. Xe biển số 15 là đâu ta? Chủ nhật nhé, anh lên anh ghi ra. Ngoài Bắc. Xe biển số ngoài Bắc. Anh đố em xe này đời bao nhiêu? Ôi. Chào anh em nhé, anh quay phim đây nhỉ? Đây hả? Anh đang đố Bùi Toàn đó là cái xe này đời bao nhiêu? Toán thử xem. 209 hoặc 210. Bậy nữa rồi. Form này em phải nhớ là form này là form mới rồi nè. Đèn mới nè. Mâm sơn xám là mới nè. Đó. Đó là những cái điểm nổi bật của cái xe mà nó khác với lại cái xe form 209 trở lên. Như đời 209 là 10 đâu có lỗ mũi. Đúng rồi, 209 là 10 là không có lỗ mũi. Xe này chung là biển số ở Hải Phòng này. À Hải Phòng. Một thông tin cho anh em nhé. Xe này biển số Hải Phòng. Và cái form xe này ấy, thì bắt đầu ra mắt ở Việt Nam từ cái năm 2008, 2009 là có rồi. Và sang đến 2013, 2014 thì bắt đầu nó lên cái form mới. Cũng cứ cản thay đổi này. Và ngày xưa nó là đèn tròn. Và cái form lỗ mũi bắt đầu từ 2013 thì có lỗ mũi. Và 2024, 2025 nó khác 23 chính là cái mâm, nhớ cặp mâm. Chính xác là 2015 là bắt đầu sơn màu mâm màu xám. Mâm màu xám. Ủa em cái xe này là khách ở trong này hay là ra ngoài đó mua vậy? Xe này hả? À? Xe này thì khách ở tại đây luôn. À, và kinh doanh nhà hàng khách sạn này ạ. À. À, mà cái đó có lẽ đợt dịch này kẹt tiền quá nên là mới phải bán cho bên mình ấy. Xe này đứng tên công ty à? Đứng tên cá nhân này ạ, nhưng mà kinh doanh khách sạn ngay đằng sau này. Đằng sau còn những khách sạn này 5 sao này. À. Xe này vừa mới về công ty mình chưa vệ sinh luôn đúng không? Đúng rồi, chưa làm gì cả. Nhiều xe đang còn đây, tài sản của khách để lại chỉ là đôi dép Lào. Em xe này thì trong quá trình mà rút hồ sơ thì ở ngoài Hải Phòng thì có khó khăn gì cho khách hàng không? Không anh ạ. Thế tức là mình mua bán ấy thì cái hồ sơ dưa mình lo mình rút hết rồi. Khách hàng chỉ đóng tiền thôi, còn vấn đề công chứng mình lo này, hồ sơ rút gốc các thứ mình lo. Và dự kiến cái xe này thì rút gốc thì chắc khoảng độ 3 ngày thôi. 3 ngày. Thời gian mất cái thời gian gửi về ngoài kia thôi, chứ còn ở ngoài Bắc thì rút gốc còn nhanh hơn trong Nam mình. Rút gốc nhanh hơn. Thì xe này thì ngân hàng bên công ty ta vẫn hỗ trợ vay ngân hàng đúng không? Đúng. Xe này hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm? Đối với xe như cũ này thì hỗ trợ tối đa bây giờ là đối với ngân hàng bên ngoài ấy, 70%. Còn ngân hàng tài chính Toyota thì 65%. 65%. Và thời gian vay đối với xe này thì bây giờ khoảng độ 4 năm anh ạ. Ok. Xe này chưa được vệ sinh luôn nha. Công việc hàng ngày của em là review những cái chi tiết nhỏ để cho anh em coi anh Sơn này. Cái kịp quá. Vậy sao không? Khổ nỗi bây giờ là nghề xe cũ này chắc giết em phải nghỉ thôi Sơn ạ. Khó khăn về mọi mặt quá anh Sơn ơi. Xe này chưa vệ sinh cho nên là đang còn khá là bụi bặm. Đúng rồi. Khách em dự kiến nhá, lúc em coi cái xe này là anh khách này chắc cũng để khoảng độ có là gần 3 tháng rồi không đi được rồi. Nhưng mà sợ khá là bụi. Sợ chuột phải bỏ băng phiến thứ vào này. Anh em lưu ý là xe cũ về quan trọng nhất là vấn đề ngoại thất nó đẹp nhưng mà nó vẫn phải đẹp ở bên trong nữa. Nhiều khi cái xe nó có thể là về ngoại thất nó không được bắt mắt nhưng bên trong nó còn tốt thì cái xe cũ này chúng ta vẫn nên mua. Tất cả những nói chung là anh em nào mà mua chiếc xe này thì ok, bởi vì là xét về tổng thể dòng máy dầu thì nó có hai màu cơ bản, đó là màu đen, màu xám lông chuột và màu bạc. Màu bạc thì cái màu bạc đa phần là 80% khách hàng sử dụng xe kinh doanh. Còn màu đen này là anh em mua là riêng cái màu đen là yên tâm một phần là khách không giờ lấy cái xe này sử dụng kinh doanh rồi. Nên là cái chất xe nó cũng chỗ sao nó còn tốt hơn rất là nhiều so với chiếc màu bạc. Và thị trường bây giờ anh em hỏi khá nhiều những dòng xe này Sơn ạ. Nhưng mà để mà tìm được một chiếc xe ok ấy, thì cũng hơi hiếm đấy. Mà thường thường là xe này ít lắm. Mà thường thường xe màu đen là thường thường là xe cá nhân chạy. Cá nhân đó. Ít khi mà chạy kinh doanh. Đúng rồi. Cái bên mình không có tua đồng hồ nữa nên là đảm bảo cho anh em cầm cái biển số này đi ra khắp các đại lý Toyota từ ngoài Hải Phòng hay ngoài Bắc hay là vào Thành phố Hồ Chí Minh này đều có thể tra được cái lịch sử sửa chữa cũng như số km chuẩn luôn mà.
Em đã kiểm tra tất cả những cái hạng mục để xe nó không bị ngập nước với lại va đụng rồi đúng không? Có rồi chứ. Trước khi vào đây rồi anh em phải kiểm tra lịch sử bảo hành, bảo dưỡng này rồi. Rồi xong kiểm tra 176 mục xong. Thì hôm qua là mới xong rồi đó. Thì hôm nay bắt đầu chuẩn bị đưa vào làm đẹp là ngày mai có thể chào bán rồi đó. Rồi, bán cho anh em. Khách chủ khách sạn ạ. Khách sạn chắc là tiêu khăn quá. Lát anh em ra đây, coi cái chưa này. Coi cái tem đằng sau vẫn còn nguyên này. Chung là chất xe này cũng màu đen hay sao? Bản thân màu đen đấy, nó có hai cái đặc điểm như này. Lốp này lốp mới á. Lốp này em chỉ cho anh Sơn cái này hơi hay này. Mấy lúc trước là mình thì mình không có biết được là cái khả năng chạy như nào. Nhưng mà bốn cái vỏ nhá đều còn nguyên cái đát là năm 2016. Đúng rồi. Mà xe này thì chạy cũng tương đối khá nhiều. Và cái đát vỏ nguyên là 2016 này Sơn này. Đó, cái đát vỏ rất là hiếm. Hiếm con nào mà còn thấy 2016 khó giữ được cái vỏ nguyên đát này, bốn vỏ còn nguyên nhá. 2016 là tính ra là chạy cũng được 4 năm rồi mà cái trên 100.000 rồi. 4 năm mà cái vỏ xe như vậy này rất là ít chạy này. Đó, gai xe đang còn rất là cao. Có khả năng một số tài xế anh em chạy khách sạn rồi cũng có thể là bơm km lên. Chứ màu đen, một chiếc màu đen về cơ bản đấy là khó có chiếc nào mà chạy nhiều mà giữ được cái màu này lắm. Ừ. Bởi vì màu đen bọn em thu xe về cũng rất là sợ, bởi vì là chi phí dọn rất cao. Nếu mà mình thu mà cái chi phí màu đen á phải dọn khá nhiều tiền. Còn đây đất vỏ con nguyên này, tuần thứ 30 của 2016. Thì một năm là có 52 tuần. Thì tuần thứ 30 thì em nghĩ là cái xe này nó rơi khoảng độ giữa năm 2016. Màu đen. Vào với nội thất đi, vào nội thất cho cái rất nhiều. Nội thất còn giữ nguyên thế này anh Sơn ơi. Đang còn zin nguyên à? Đúng rồi. Còn zin cái nỉ. Về bản chất cái nỉ thì đi nó dơ nhưng mà gia đình đi nó rất là mát. Một số êm á, thực ra anh cảm nhận là khi mà chạy ghế nỉ thì nó rất là êm, nó sẽ êm hơn rất là nhiều so với những cái chất liệu mà da. Nếu mà phải nói về da thì phải da loại 1 thì mới có thể là êm được. Còn nếu như mà da mà giống như da nhân tạo hay là simili thì ghế nỉ ngồi cái chất liệu nó vẫn rất là êm. Và tại sao nước ngoài họ vẫn chuộng ghế nỉ nhiều? Tại sao thì nó êm, nó sẽ cho mình một cảm giác không có bị đau đít với lại lưng khi mà mình có những chuyến đi xa. Nó có một cái điểm nhược điểm đó là ở về Việt Nam thì nó là khí hậu nóng. Cho nên nhiều khi mình cảm giác mình ngồi ghế nỉ này thì nó sẽ nóng được hơn rất là nhiều. Ngày xưa Toyota Việt Nam nổi tiếng có cái con mà dây, biết anh em thử biết dây thử cái da báo á. Nó ngồi cực êm. Bản chất nó nhung nhá, ghế nhung nó mát lắm. Với lại ghế này thì nó đi trời lạnh là nó ấm hơn. Đúng rồi. Ấm hơn cái da nữa. Nước ngoài thì đa số là đi bằng nỉ nhiều tại vì khí hậu nó lạnh. Nhưng mà anh em yên tâm nhá. Cái bộ ghế da này thì công ty mình anh em nào mà thích thì vẫn có thể đổi cho anh em lên bộ ghế da ha. Để cho nó tiện cho anh em trong trường hợp mà cứ kinh doanh. Cái bộ nỉ này nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì nó đánh giá lên cái xe này còn nguyên bản của nó. Anh em yên tâm. Xe này đang còn khá là dơ, vệ sinh lại một chút xíu nữa thì nó sẽ sạch sẽ và đẹp hơn rất là nhiều. Mấy anh em đi quay xe, anh quý cái đường gioăng, ví dụ một cái xe màu đen anh Sơn mà sơn lại nhiều ấy thì nó sẽ bị lem mà những cái đường gioăng này. Còn đây xe người ta zin ấy là hầu như là nó không sơn, nước sơn nó không bám vào cái này. Đó anh em đi coi xe cần chú trọng một hai cái điểm này thôi là cần là ok rồi. Biết chất xe như nào rồi. Ok. Nhìn một hai chi tiết thôi. Đó, đằng sau này anh Sơn. Chúng ta quay ra còn đằng sau đi. Sau là còn nguyên cái tem này sắp lột rồi này. Nếu bán thì xe này trước giờ là một đời chủ luôn hả? Một đời chủ anh. Này, của khách sạn anh Sơn. Ok. Đầu giờ đấy, Sài Gòn Hotel 4 sao. Chắc đợt dịch này cũng khó khăn quá này. Một cái xe 2010 chạy khoảng 4 năm rồi mà cái ti của nó vẫn đang còn rất là êm. Đúng rồi. Mình mở ra lên da. Nhả ra đó. Công việc hàng ngày của em là chuẩn bị review xe cho anh em Sơn ạ. Mình không được như anh Hùng Lâm, mình không được như kênh ngày nào cũng phải nhai đi nhai lại dòng xe anh Sơn ạ. Hy vọng là sẽ anh em nào mà yêu thích dòng xe này thì hãy sớm ghé nhé. Một dòng xe này mà anh em nào mà kinh doanh thì nó cực kỳ là tiết kiệm. Rất là tiết kiệm cho những ai anh em nào mà kinh doanh. Và nó thực ra anh bán xe kinh nghiệm cũng khoảng tầm 10 năm rồi. Thì đối với dòng xe này lúc nào nó cũng hot. Và những anh em mà mua để kinh doanh thì đặc biệt là những anh em mà mua tài chính không đủ thì lựa chọn dòng này thì săn lùng dòng này rất là nhiều.
Và dòng này thì bán rất là chạy này. Có thể là thông tin mà ra cái là anh em nào mà kinh doanh thì có thể là đăng ký ngay luôn. Rồi ok nhá, cảm ơn anh em. Thôi tới giờ em làm việc rồi, hẹn lại anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.